Hello mọi người. Hello mọi người. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với channel của mình nha. Đây, mọi người thấy anh Lùng chào ok không? Tập máy mới được cái đoạn đầu mọi người ơi. Thì hôm nay sự xuất hiện của mình và anh Lùng ở đây là mình đặt một cái góc GoPro. Đấy, mục đích video hôm nay là mình với anh Lùng để cho anh biết đẹp với anh Chí Huệ. Chứ lâu giờ cho anh Lùng, tạo anh Lùng đúng không? Hỏi anh em có khỏe không ơi? Có khỏe không? Hỏi không được, anh Lùng chưa nói được câu dài vậy anh em ơi. Nên là mọi người thông cảm nha, đừng có ôm ấy. Thì hôm nay mình sẽ ra thăm cái bể cá của anh Chí Huệ. Nhưng mà cái màn tròn này sẽ liên quan tới bể đạt nữa. Anh em cũng yêu cầu mình là quay cái bể cá anh Chí Huệ á. Thì hôm nay mình sẽ quay cho mọi người xem. Nhưng mà trong bể bây giờ chúng nó mình bắt hết cá ra nha anh em. Cái câu chuyện tròn là mình với anh Lùng sẽ bắt cá ra. Rồi chúng nó sẽ nhờ bể đạt xuống thay nước cá cho anh Chí. Và bé Đạt thay nước cá cho anh Trí xong thì kêu anh Trí xuống cho hai người nói chuyện. Mà giờ kiểu như mình cỡ thì nó không thể nào mà biểu đạt ra hết cái ý mình muốn làm anh em. Nên là bây giờ mình sẽ làm rồi mình rồi anh em xem video là anh em sẽ hiểu nha. Rồi ok, giờ mình đi bắt mấy con cá lau kiếm của anh Trí ạ. Đi 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 đi, lấy xô luôn, lấy xô, lấy xô đi. Đấy, lấy cái xô đấy. Đấy đâu cá đây chứ đâu, cá đây chụp sao mà nó sâu dữ. Đang thui rồi thì cái nước cá lau kiếm thì nó đục nha anh em. Để bây giờ vớt con cá ra, đi lấy cái giọt, lấy cái giọt, đến vô lấy cái giọt. Mình mới lấy được cái rổ anh em. Đâu nghiêng 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 anh luôn. Đâu rồi, sao chạy lăn dưới chạy. Ôi trời, có cá rô luôn à. Trời ơi, ôi giời. Bữa giờ ông Trí không, ông có cho ăn mà sao cá ở kia nó lâu lớn kia mà. Đậu một con ngủm của tỏi đâu. Chết. Nào, hôm nay đỡ ra kia, chúng nó dục. Chăng. Bữa ông nuôi nhiều không lùm. Được, cá rô đây là bữa mình câu nè anh em. Ông Trí anh tăng dùng anh thả luôn, anh nuôi luôn. Wow. Đó, ui đồ, ôm chùm luôn nè. Này trong đây thì nó không có thức ăn nên là anh em mình trước thì bỏ cho ít khám anh em. Ui ô ôm chùm luôn. Đây anh em ơi, mình đã bắt được một mớ này. Đó, mình có chừa lại mấy con để chút nữa kêu đặt xuống thay nước cho anh Trí. Ừ. Đó rồi. Đi đổ luôn. Ôi. Đổ luôn. Giáo ơi. Giáo ơi. Vậy đi giáo. Đi mình đi giáo. Đưa anh giáo ra. Giáo đâu uống khèo. Hả? Uống khèo. Không uống đâu, uống gì uống. Anh bảo cơ, uống sao được. Ôi, uống gì à. Ok, không uống mà uống. Học, đưa đây. Đưa này. Đấy, bỏ sâu vậy không ai biết. Ai sao? Không thấy được đâu. Sao thấy được, anh đẩy cái đây lên nữa mà. Đưa đây. Đây là đâm trắng ấy nè. Bỏ đây. Lại thấy. Chưa ai. Bỏ góc này mà thấy không? Lên lên kêu anh Đạt à. Lên kêu anh Đạt xuống. Không biết phản ứng của ông Chí Huệ với bé Đạt như thế nào để mai nè. Ngầu, tớ hướng ngầu ấy, tớ hướng ngầu ấy. Đạt ư? Đạt. Cái nồng cơm ở đâu hay? Gì mày? Cái nồng cơm dưới đây nè. Coi sao anh tìm thấy. Làm cái đầu. Ý anh cho mấy con cá ăn mà. Cá gì? Hả? Cá gì? Cá lầu kiến của anh Trí. Ông đã nuôi lầu kiến hả? Nuôi từ bữa đi bắt ở sông gì á, hồ bữa bọn anh tác ấy. Ông nuôi trong cái thùng sách ăn kia ấy. Với lại là anh Trí anh kêu đồ, nay trà đẹp trời. Trời đúng đẹp luôn á. Mưa mắm mưa xong mọi người ơi. Thì anh Trí anh có nhờ anh nói là em thay dùm cái bờ cá cho ổng á. Cầm máy quay với men. Thì anh em yêu cầu là kiểu như là xem cái bờ cá của anh Trí. Thì sẵn anh Trí nhờ mày thay nước thì anh quay luôn. Sao anh làm? Mệt. Bây giờ anh làm sao anh quay? Đau bụng quá luôn rồi anh. Quay. Anh làm đây. Đây là mấy cái áo mưa chiều nên mình đi bắt ốc, trời mưa về mà không có này mọi người ơi. Đừng có nói rồi.
Sao? Ốc rủ bé không là bé quỳ một buổi 3 tiếng hồ. À làm đây 4 ốc. Thì bây giờ kiểu như nước nó lớn, kiểu như nước nó lớn nha mọi người. Mình bắt ốc á, ốc nó lên nó đẻ trứng không à, chứ còn không thấy ốc đâu đó. Tìm mấy con được bằng ngón tay cái này. Không to hơn được nữa. Còn mấy con to to nó lạnh đâu hết rồi. Đi thay nước giùm cái anh quay mấy con cái đi trời. Thay nước ai? Ừ. Có nhỏ chút khó khăn chứ không ơ. Cái gì mày được bàn cái lầu kiến rồi ấy rồi chứ gì cũng xùm nhá. Mấy con mà em xùm à, anh cũng đây mà kêu xùm. Anh cũng biết. Dạ thì lấy đồ dớt đây. Rô đây này. Đó lấy bỏ thùng ra đây, đem thùng ra đây, đem thùng thay nước cho nó sạch sẽ. Giờ ông đi đâu mà ông kêu được? Biết không đâu biết nãy phòng ông không? Biết. Nãy giờ đang ở bên phòng máy. Không đi đâu anh biết đâu. Chắc ở bên phòng kia tắm rửa biết. Nãy giờ đi bắt ốc gì mà. Đây đổ ra rổ này coi thấy được nhiều không? Đổ ra. Yo! Cái. Cái lều kiến mà nuôi. Cái gì mà có hai con đây à? Ở chừng này ăn thịt. Anh biết đâu. Mấy ông ở dưới đây là ba cái nuôi đồ nuôi mà bụt đồ đông thấy cái lều kiến nó có bùng đồ reo đồ các kiến mà cũng bùng reo chứ. Trời ít điểm mạch em nó tấu quá này, không thấy cá đâu này. Vô. Cá ơi, xuất hiện đi nào. Ui ồ, nước đục không? Dạ mẹ đục. Nuôi cá lều kiến phải có bùng. Nuôi cá lều kiến là phải bỏ bùng vô nữa. Bỏ bùng vô, bỏ ít bùng vô. Đồ hay hay. Bỏ ít reo nữa cho nó hư rào là nó hư reo là kiểu nó thành tạp nhảm cho cá ăn. Nó tạo mùi đúng không? Có mùi đúng không? Đồ cá ba cá lều kiến mà phải nước thui thui nó mới sống rồi. Đồ em hiểu trời, không nuôi cá em hiểu thì đúng kêu em thay nước đúng chứ. Sao chưa có con cá nào chưa ra vậy? Đào. Lùng mày giữ cái rổ quay. Đây. Đây, giao lên lại. Ôi dồi, mấy cá này sao mà lâu quá ta. Hết rồi, hết nước chưa? À, cũng nhiều mà. À. Thôi, coi kêu anh Trí xuống phụ trà rửa cái đây cho đổ hết cá ra đây. Anh đỡ với máy quay đây, chúng nó có làm gì đỡ với máy quay anh đạt chứ không nó mất nghe nè. Nghe mà mất lên kêu anh Trí xuống phụ mày thay nước nha. Trí ơi. Bữa nay nấu tốt lành đâu mà rửa hồ cá cho anh vậy đã. Giờ rửa chứ làm gì? Cái hồ nuôi cá không mà rửa. Chắc nghi rửa, chắc mờ, chắc mờ bảo ngập hết ba. Giấy anh. Em, anh em nhà không rửa thì có gì đâu. Ủa, sao anh còn mấy con cá đã? Có nhiều đó em rửa, có nhiều đó với mấy mà nói. Hồi bữa thấy vô trong cái bánh con nhiều lắm. Sao gì còn vô đây? Anh hỏi em biết hỏi ai? Chớ giờ rửa được vô đá thì đụng vô đá chứ em biết đâu. Ủa mà hầu sốt quá. Cho anh nghĩ con cá đá giờ làm thịt được á. Chút xíu mà ăn chưa không? Không, mà nhiều lắm. Mà hầu sốt mà anh hầu sốt mà tại kìm đưa hồ cá vậy. Ủa sốt còn nhờ anh rửa. Để em biết đâu. Cho được nhiều đá chứ. Hồi giờ em biết hồ cá anh có nhiêu con. Anh đâu có nói chuyện trên kho nữa một cá hả ta? Sao đây giờ kho đầu ngầu lát một cá nữa sao ta? Không, kho đầu. Cá gì? Sao, sao gần đặt nữa? Chứ anh kêu em rửa một cá giờ ông cứu em ra, ông cứu em à. Đi anh kêu anh nhờ em rửa một cá giờ ông cứu em sao? Cái nào anh nhờ mày? Hãy ra đó nó giờ hãy. Phải có cá ở đâu? Giấu nó đâu? Em nãy giờ em đưa được nhiêu đáy á, giờ nói anh tin tin hầu chứ. Giờ chứng lẽ em hầu giờ anh em không, giờ rửa hồ cá em bắt cá làm gì bà ba cá lù kiến mà em thèm đâu.
Chào bắt đầu. Thời luôn á. Đâu? Đâu? Cô cá ở đâu? Em biết. Em biết đâu? Giấu ở đâu đâu? Thế trên này chứ ông giờ em rứa mà em biết đâu, sớm giờ ông rứa mà lấy ông cầm cái máy quay ông rứa vậy mà. Ủa? Cái này đó. Ủa? Ông hỏi tự vậy? Nãy kêu anh đặt máy quay kêu em giữ giùm. Có người anh chưa hóa vậy anh? Có điều ngàn mấy cá đâu hỏi à chớ mày thử mà nãy mày với qua làm gì có làm gì không làm gì có làm gì mày cá hả tại sao mày kêu ra xuống rứa anh khoa nói mà thôi à là mày nãy là làm mày cớ mày nói tao nghe nãy giờ người làm mày cá người bác để cho tao đúng không mày mà anh gần tao vậy con giờ sao ai bày đàn lùng á lùng á mày nó giỡn nha anh chả cá này do nãy anh lùng nó kêu là mày à nó giấu anh thấy anh chả cá này chả này đây chả cá này chả cá này nhiêu vậy này ha nêu mà quay đầu đầu quay đầu lùng á trời ơi trời chứ không phải em đâu đồ bày đà đấy đây ý là em không có bày nãy là em ra em bày cá anh thâu mà lùng nó kêu à thâu chứ giờ còn có đâu nữa mà nó thầy thịt lùng có đường trả tiền nữa đó đây em chờ nhau mình khai thảo lùng mày nhỏ mày nhận đi chứ danh đàn ư đây đặc biệt ơi giỡn anh em không à anh không có anh đứng im đấy mày đứng lên ai bày đàn thôi bày đàn chắc chưa ai bày mày nhớ tao nha giờ mày nói hết ai bày đàn hết là tha coi đúng không ai dựng lên câu chuyện bắt cá mà dụ ra xuống đây tình nghĩa anh em luôn ai dựng lên câu chuyện bắt cá bày đàn xuống đây mày trời có lâu mày dèm đây lại xin lỗi ra luôn nhanh tao bút á mày nha xeo đừng có giỡn mấy chuyện này bây giờ nghe giờ dèm đây lại xin lỗi ra ngoài nghe giờ nghe à nghe nha rửa xeo mà mày với mày nha một thái nè rửa lại an toàn nha UC dài này tao nhắc nhở mày UC dài luôn này nha nha nhìn kỹ nè ý còn anh là gặp này chỗ anh em xin chỗ anh em mà lại chào tí tự nhiên chết em lấy thùng đạn đầu không để cho anh cái clip thất bại rồi anh em ơi mày lo làm gì bác nạn chứ không mày lo làm gì nạn chứ không chửi mày hả mình tức em quýnh em với chửi gì nữa của người anh do anh ra đó lửng khi không ra thấy tao nhìn lại cho mày quốc không mày nhìn lại cho tao quốc mày khi không ra mày nhìn lại tao quốc cho kêu ra đến gặp ổng đi lên hầu giờ sống đương nay mày chưa bị ai quýnh á kêu ra lấy ơn gò nói dạ này gò má nói dạ này như vậy lớn tỏ đầu đi chụp nữa nhỏ nó quýnh nói sao anh coi nãy giờ cứ mày trò nói rồi nữa tao thua nói sao anh hả? Em chúng mày em dừng clip nè em có nói vậy đó dừng clip thao thì cá mày quay này cá thì em đừng giờ giờ cá thì em cũng trả lại rồi đúng không cá trả lại rồi mà có gì đâu mà quê chạy theo lại không đâu quê chạy theo lại oh my god.
Dạ. Về chạy có lại đâu, thiệt. Chạy lại mà chạy. Hả dạ cho, hả dạ cho. Anh nói là được của bên mấy đứa nhỏ. Ý anh là... biết em đặt xin trố đại bàng mà anh muốn em sao được, đúng không? Dạ, biểu gọi cái cá gì. Ý là hả dạ cho. Sướng hồ quá. Đã cái nưa. Nhưng mà anh chưa được trả thù. Anh ấy có người anh nãy giờ làm đủ thứ chuyện, giờ xích sức mỹ, giờ sao tối lên ngủ. Trời chúc anh là... sao anh côn giờ cứ đứng dài nè. Chúc nó làm thùng thao. Cái đó có người anh. Thao thao không quýnh anh nãy giờ rồi mà. Giờ nói sao? Giờ gì lâu sao? Ok thì cái clip này thực ra là anh em bọn mình dàn dựng viết cái kịch bản ra để làm một cái video cho anh em xem giải trí. Và kiểu như là xem để mà có tiếng cười trong những ngày học tập và làm việc mệt mỏi anh em. Nên là bọn mình lần đầu tiên làm nên là nó cũng hơi bị kiểu như là lần đầu tiên kiểu dàn dựng kiểu đây này. Lần đầu tiên clip ra luôn á. Mình hơi non á, mình kiểm sức của bọn mình cũng non quá. Chắc thì làm cái clip này ra để cho anh em vui thôi nha anh em. Là nó còn hơi lúng túng. Chị mệt là cái gì? Gì? Nhục. Này mà đi mình đi làm diễn viên là đuổi về sớm luôn á. Không, mình máu lên một cái ca thôi em dịu ơi. Còn em quýnh đầu á, quý đang quýnh đầu, quýnh chung tráng nè. Dù lên nó lên kịch bản rồi nó được quýnh hay sao á, thiệt á. Không, quýnh nó cười khả khả ra chừng á. Em đâu được quýnh trai cái nào đâu. Không, mà cái đây là cái diễn đầu tiên, riết là quen à. Nhưng mà sao đừng có cho anh vô cái vai mà bị quýnh hả? Nói thiệt hả? Được, không không, anh bị quýnh cũng được, nhưng mà cho anh quýnh một cái không? Đỡ tức, hiểu không? Ok không? Ok. Ui, okay. Anh biết em coi cái video lại anh cười yếu á. Ok thì cảm ơn mọi người đã xem hết clip này của anh em bọn mình. Thì mong mọi người xem video này với một cái hướng là giải trí và tích cực nha mọi người. Chứ đừng suy nghĩ theo hướng tiêu cực. Còn mấy cái clip chôn ấy, chôn thì ví dụ chôn ngắn ngắn rồi vậy thì mình còn kiểu như là giấu camera rồi. Chứ đây là một cái clip dài nên là anh em bọn mình phải lên ý tưởng để quay cho mọi người xem có tiếng cười. Có gì mọi người hãy góp ý vào phía dưới comment để anh em mình làm cho nó được hay hơn để mang lại tiếng cười cho anh em nha. Thì còn bây giờ thì bye bye và hẹn gặp lại mọi người những clip sau. Nhớ đăng ký kênh và like, share để anh em mình có động lực ra những video mới nhất cho mọi người xem nha. Còn bây giờ thì bye bye và hẹn gặp lại mọi người ở những clip sau. Sẽ có kịch bản chỉnh chu hơn cho anh em mình làm. Mong rằng mọi người góp ý cái gì hay chút nha. Bye bye. Đấy là bây giờ thiệt hay dưỡng nó biết đường bay này. Thiệt hay dưỡng. Dưỡng hay thiệt rồi. Dẫn. Ok, bye bye mọi người. Bye bye.